Nhằm đảm bảo cho tất cả nhân dân trong tỉnh Trà Vinh đều có Tết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trích ngân sách và vận động xã hội hóa tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện đang có hơn 3.400 hộ nghèo và gần 6.800 hộ cận nghèo. Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn này, địa phương trích quỹ vì người nghèo, vận động xã hội hóa để tặng quà cho tất cả các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Với phương châm đúng đối tượng, kịp thời, đến thời điểm này, tất cả các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đều đã được nhận quà Tết. Mỗi gia đình nhận tối thiểu từ 500.000 đến 800.000 đồng. Ngoài ra, tỉnh Trà Vinh còn trích ngân sách và vận động mạnh thường quân trao tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công và hàng ngàn công nhân lao động nghèo trên địa bàn tỉnh. Còn trong tối qua tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra thêm một hoạt động ý nghĩa nữa trước thềm năm mới, đó là chương trình Xuân Yêu Thương Giáp Thình 2024. Đây là sự kiện được các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn háo hức chờ đợi. Đến dự có đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Chương trình Xuân Yêu Thương được tổ chức hàng năm nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng những ngày xuân đầm ấm vui tươi. Xuân Yêu Thương Giáp Thìn 2024 mang đến cho 250 trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang những trải nghiệm thú vị bổ ích. Không chỉ được thỏa sức vui chơi và trải nghiệm, các em còn được mang về những phần quà đầy sự yêu thương từ các nhà tài trợ và mạnh thường quân. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tập trung huy động nguồn lực chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn. Miễn thị thực hay giải quyết nhanh gọn, đề nghị cấp thị thực đã góp phần nâng cao vị thế của ngành du lịch Việt Nam. 6 tháng qua, hơn 1,1 triệu thị thực điện tử đã được Cục Xuất nhập cảnh cấp, trong đó có hơn 90% là với mục đích du lịch. Việc công dân các nước vùng lãnh thổ có thể đề nghị cấp thị thực điện tử nhập cảnh nhiều lần, thời hạn đến 90 ngày và nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực đơn phương, cũng giúp cho các công ty du lịch lữ hành đa dạng các tour tuyến, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn. Quá trình xin cấp thị thực điện tử cũng được hỗ trợ nhiều bởi công nghệ. Tôi xin thị thực điện tử trước chuyến đi khoảng 1 tháng. Chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút để thực hiện điều này. Tôi rất vui khi nhận được kết quả chỉ sau 2 ngày nộp. Tôi không gặp vướng mắc gì trong quá trình xin visa điện tử. Chỉ cần đăng nhập, điền tờ khai và sẽ nhận được phản hồi kết quả nhanh chóng. Việc trả phí cũng được thực hiện qua thẻ. Thật sự rất thuận tiện. Để du lịch đến đảo Ngọc Phú Quốc thì du khách sẽ có hai sự lựa chọn, đó là đường hàng không hoặc là tàu cao tốc. Nếu như trước đây thì khách du lịch thường chọn đường hàng không, thì hiện tại số lượng du khách lựa chọn đến đảo Ngọc bằng đường biển đã tăng cao. Vì khi di chuyển bằng đường biển thì khách du lịch sẽ có nhiều tiện lợi và những trải nghiệm mới lạ hơn. Thay vì đi máy bay đến Phú Quốc thì anh Johnny cũng như nhiều khách du lịch khác lại chọn phương tiện tàu cao tốc. Bởi không chỉ tiết kiệm được khá nhiều chi phí và có những trải nghiệm du lịch trên biển mà còn được mang theo thú cưng cùng ra đảo. Bạn tôi và tôi đến Việt Nam để thăm một người bạn. Anh ấy đang sống ở đây, tại Việt Nam, rất thích du lịch bằng đường tàu. Trong một khung cảnh thật đẹp, tuyệt vời như thế này, rất thích. Di chuyển từ Rạch Giá qua bên Phú Quốc này rất là thuận tiện. Đảo Xuân Yêu Thương chạy có 2 tiếng 15 phút là tới. Hiện trung bình một ngày Phú Quốc đón 26 chuyến tàu và tàu phà cao tốc đi và đến đảo với hơn 4.000 lượt khách. Vào các ngày cao điểm như cuối tuần, lễ, trung bình có khoảng 15.000 lượt khách đến đây mỗi ngày, tăng gấp 2 đến 3 lần so với trước đây. Phía công ty cũng chuẩn bị những cái trang thiết bị như là ghế, lau chùi sạch sẽ để kịp thời mà tạo cho khách hàng một cái không gian nó được thoáng mát với lại sạch sẽ khi mà khách xuống tàu. Mặc dù hiện nay giá vé máy bay có giảm, nhưng khách du lịch vẫn chuyển hướng đi tàu cao tốc, vừa tiết kiệm chi phí, vừa có nhiều tiện lợi và những trải nghiệm trên vùng biển đảo Tây Nam. Đây là một trong những lý do trong dịp Tết Dương lịch vừa qua và những ngày đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến Phú Quốc thông qua đường biển tăng cao. Chỉ tính riêng cầu cảng Bãi Dòng có thể tiếp nhận 7 tàu cao tốc cập bến một lần và có sức chứa hàng ngàn khách. Nhằm kích cầu khách du lịch đến đảo thông qua đường biển, hiện nay các hãng tàu cao tốc trên đảo cũng đã có những cái chương trình khuyến mãi giảm giá từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Riêng thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật giá vé sẽ trở lại bình thường, và đặc biệt là sẽ không tăng giá vào các dịp lễ Tết. Để kịp thời bổ sung những hạng mục công trình phục vụ cho người dân vui xuân đón Tết Giáp Thìn 2024, thành phố Cần Thơ vừa đưa vào sử dụng một điểm tham quan chụp ảnh với nhiều linh vật đẹp mắt, đó là công viên Tây Đô nằm bên bờ sông Hậu thuộc quận Cái Răng. Và từ nhiều ngày nay rồi, người dân thì tấp nập đổ về công viên Tây Đô để mà tận mắt xem linh vật rồng phun nước nhiều màu sắc. Người dân thì vô cùng thích thú, nhiều người cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp mắt cùng với gia đình của mình. Ngoài linh vật rồng phun nước, công viên còn tạo thêm nhiều biểu tượng khác nhằm tạo thêm nhiều điểm nhấn cho thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh. Công viên Tây Đô có diện tích hơn 5 hecta, không gian thoáng mát để nằm cạnh sông Hậu được xem là nơi check-in mới, không chỉ phục vụ cho du khách mà cho cả người dân thủ phủ của miền Tây. Đây là năm đầu tiên công viên mở cửa cho du khách đến tham quan chụp ảnh. Bên cạnh đó thì chủ đầu tư còn hỗ trợ các tiểu thương bán hoa kiển, tạo nên điểm du xuân mới cho người dân. Mở đầu tiểu mục Đường Dây Nóng sáng nay sẽ là câu chuyện về một chiếc cầu sắt. Cầu sắt Trà Niền cũ nằm song song với cầu Trà Niền mới trên đường tỉnh 923 thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã xuống cấp và hư hỏng nhiều năm qua. Mặc dù các cơ quan chức năng địa phương đã rào chắn, tuy nhiên người dân vẫn bất chấp nguy hiểm tự ý phá rào để lưu thông qua cây cầu này. Từ khi có cây cầu mới thay thế thì cầu sắt Trà Niền cũ đã bị cơ quan chức năng rào chắn hai đầu, cấm các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn. Hiện nay thì cầu sắt này đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Trên mặt cầu xuất hiện nhiều vị trí sắt bị thủng, tạo khoảng trống lớn. Tuy nhiên, người dân vẫn bất chấp nguy hiểm phá rào chắn lưu thông qua lại chỉ để rút ngắn đoạn đường dài trăm mét. Trong đó có rất nhiều học sinh của một trường trung học trên địa bàn. Những ngày qua, thì VTV Cần Thơ tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi nhận được phản ánh của người dân sống hai bên đường Lộ Dầu Khí, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ về tình trạng tuyến đường bụi bay mù mịt ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Theo bà con cho biết thì nguyên nhân của tình trạng này là do các phương tiện chở vật liệu xây dựng gây ra. Trong quá trình vận chuyển đã để cát đá rơi rớt xuống đường. Người dân cũng đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng tình trạng này thì vẫn chưa được cải thiện. Với phản ánh này thì chúng tôi sẽ sớm xác minh và thông tin đến khán giả trong những số Đường Dây Nóng tiếp theo. Không ít tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện nhiều dự án treo, quy hoạch xong thì bỏ đó khiến cho người dân phải chịu thiệt thòi. Đó cũng là câu chuyện về nỗi khổ của hàng chục hộ dân thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đang dính phải dự án treo. Và rất nhiều hộ dân có nhà đất nằm trong dự án khu tái định cư Thới Nhật, lô 1A nhưng đã gần 20 năm qua chưa được triển khai. Nhận được phản ánh của người dân thì phóng viên tiểu mục Đường Dây Nóng của VTV Cần Thơ đã vào cuộc ghi nhận thực tế. Gần 20 năm qua, ông Nguyễn Thanh Phan phải sống trong căn nhà ẩm thấp, chỉ đủ che mưa che nắng. Do dướng vào dự án quy hoạch nên gia đình ông không được cấp phép nâng cấp sửa chữa nhà. Không phải là riêng một mình tôi ở đây mà tất cả những cái người dân mà nằm ở trong cái khu vực quy hoạch này đều y như vậy hết. Rất là khó khăn, tại anh biết là đất hồi đó giờ mình ở đây là nông dân, mình sống bằng cái nghề ruộng đất. Mà giờ đất anh không có canh tác, anh không làm gì được hết thì anh thấy làm sao mà sống. Theo người dân, năm 2004, nơi họ đang sinh sống được thành phố Cần Thơ quy hoạch khu tái định cư Thới Nhật, lô 1A, quy mô 1,3 hecta. Dự án do công ty cổ phần đầu tư xây dựng, công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang làm chủ đầu tư. Nhưng suốt gần 20 năm qua, dự án vẫn nằm trên bản vẽ. Bữa tiếp xúc hội đồng nhân dân, tôi có gặp ông Trường, ông chủ tịch thành phố của mình á, ông có đề nghị là các đồng chí có chức năng đó là phải giải quyết cái khu này cho ở trong cái khu vực này cho gia đình người ta, cho bà con ở đây mà người ta thoát khỏi cái vấn đề quy hoạch mà tới giờ cũng im gu, không có nghe, không có phản ứng gì trơn á. Tụi tôi giờ tụi tôi cũng không biết sao giờ nữa. Nếu mà làm thì tiến hành làm đền bù cho bà con, còn không làm thì sẽ có văn bản thì trả lời cho bà con biết là không làm hay là làm để bà con yên tâm để sửa chữa nhà cửa hay làm này làm kia để sinh sống, chứ chịu khổ mười mấy năm rồi. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp triển khai các giải pháp thu hồi dự án khu tái định cư lô 1A để giao cho chủ đầu tư khác. Sở Xây dựng cũng sẽ tham mưu Ủy ban Nhân phố để kêu gọi đầu tư bằng nhiều hình thức, tức là hoặc là đầu tư công theo đúng quy hoạch chi tiết, hoặc là xã hội hóa, tức là bằng dùng vốn ngoài ngân sách để mà thực hiện dự án này, để đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, tức là hệ thống đường giao thông, cấp nước, thoát nước của các cái dự án xung quanh. Nếu như cái phần còn lại 1,3 hectare này mà không triển khai thực hiện thì nó sẽ không kết nối được hạ tầng với các dự án xung quanh, sẽ gây ngập úng tại khu vực này. Dự án treo luôn những nhu cầu thiết yếu và quyền lợi chính đáng trên phần đất hợp pháp của người dân. Bà con mong rằng các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ sớm có giải pháp thu hồi và giao cho đơn vị khác triển khai dự án, hoặc trả lại đất sạch cho người dân xây cất nhà cửa, phát triển kinh tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện này và phản ánh đến quý khán giả khi có diễn biến mới. Và nếu như quý khán giả có những bức xúc chính đáng ngay tại nơi mình đang sinh sống, hãy gọi về số điện thoại của đường dây nóng là 0901 282 282 hoặc là gửi đơn thư về địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi đến bà con và quý khán giả. Xin được chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chiều ngày hôm qua, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô đã xảy ra trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương. May mắn là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm giao thông ùn ứ kéo dài. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại thì 3 xe ô tô gồm xe tải và 2 xe con đã va chạm với nhau tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn trên đường. Cả 3 phương tiện nằm trên làn đường số 1 làm hàng loạt phương tiện các loại khác lưu thông ngang qua phải di chuyển chậm trên làn đường số 2 và làn dừng khẩn cấp. Giao thông vì thế bị ùn ứ kéo dài. Nhận được tin báo, ngành chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xác minh vụ việc. Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Tấn Bảo, ngụ tại địa phương, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8 năm 2023, bà Nguyễn Thị Kim Quyên, ngụ thành phố Trà Vinh, có vay số tiền 100 triệu đồng của Bảo với hình thức vay nóng, mỗi ngày đóng lãi 2 triệu đồng đến khi trả được số tiền gốc. Theo kết quả điều tra, tính từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 6 tháng 11 năm 2023, bà Quyên đã đóng lãi cho Bảo số tiền 138 triệu đồng, nhưng vẫn còn nợ 10 triệu 500 ngàn đồng tiền lãi và 100 triệu đồng tiền gốc. Như vậy, Bảo đã cho vay mức lãi suất từ 548% một năm đến 730% một năm, thu lợi bất chính trên 112 triệu đồng. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, một điểm đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng triệt xóa. Vào chiều ngày 2 tháng 2, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng bất ngờ ập vào khu đất trống thuộc ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, bắt quả tang 29 đối tượng đang chơi đá gà ăn tiền. Tang vật tạm giữ gồm 14 con gà, 3 xe ô tô, 5 xe máy, 26 điện thoại di động và gần 140 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chào buổi sáng cuối tuần chị Hồng Giao, hôm nay thì thời tiết ở khu vực Cần Thơ và Nam Bộ thì vẫn còn nắng nóng hay không chị? Dạ vâng, ngày hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ đó ạ. Cụ thể mức nhiệt 35-36 độ xuất hiện tại Đồng Phú, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa. Tại Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ và các nơi khác cũng khá nóng, phổ biến trong khoảng nhiệt từ 32 đến 34 độ C. Từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch, nếu có dịp ghé thăm Cần Thơ, du khách sẽ được đắm mình trong những sắc hoa rực rỡ. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể kết hợp tham quan, khám phá một số điểm đến quen thuộc ở vùng đất này như là chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy, vườn cò Bằng Lăng hay là bến Ninh Kiều và thưởng thức các món đặc sản nổi tiếng như là bánh hỏi nem nướng, vịt nấu chao, gỏi tôm trứng. Về dự báo thời tiết cụ thể cho thành phố Phú Quốc thì nắng sẽ lên đều từ sáng cho đến chiều, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Trưa nay nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 độ C. Trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, dự báo tối và đêm nay không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió khoảng cấp 4. Với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, thời tiết tốt, gió nhẹ, biển êm. Ở các vùng quê miền Tây mình thì thường hay có câu là khách đến nhà không gà thì vịt. Câu nói vui này cho thấy sự hiếu khách và tấm lòng thơm thảo của người dân xứ Cò Bảy Thẳng Cánh. Và cũng bởi là gà vịt là loại gia cầm thường được bà con thả nuôi, vừa để dành cúng kiến giỗ quẩy, vừa để có món ngon đại khách. Chứ chợ búa thì xa xôi, khách đến bất ngờ, đâu có nhà hàng hay là hàng quán gì như là ở thành thị mà dẫn đi. Mà món ăn ở quê thì thường được chế biến đơn giản, nhất là trong những ngày giáp Tết bận rộn thì tiêu chí tiết kiệm thời gian càng được đặt lên hàng đầu. Cái đơn giản của người quê là hay ở chỗ giữ được hương vị vốn có của món ăn. Không để quý khán giả đợi lâu, chúng ta hãy cùng thưởng thức món gà nướng mồi đúng chất dân dã. Hy vọng rằng với gợi ý vừa rồi của chúng tôi thì quý khán giả có thể cùng gia đình vào bếp làm một món ăn ngon để chuẩn bị sức khỏe cho những ngày hối hả nhộn nhịp sắp tới của ngày Tết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.